Thà là đừng có con như dưỡng còn hơn Chứ có con gái là thứ giống gì Đó Con chịu đó Hễ vợ chồng tôi chết rồi Chia ruộng đất cho nó Chồng nó đánh bài thua chừng một năm là hết chứ gì Còn con Thục Chừng có chồng chắc cũng vậy nữa Con Thục rồi sao Tại mình lựa thứ gì đâu mà gả cho nên nó mới như vậy Sao mình lại đổ thừa cho con Con chào cô ừ. Chào ừ. Dượng Chào cháu Vậy mà ba con cứ sợ Cô và Dượng không tới <laughs> Hôm nay là dỗ của bà nội con Cô mà không tới thì có chết với ba mày Con kêu mấy đứa nhỏ ra bưng cao trầu cam bưởi vô đi Dạ Cô à. ủa con diệu ở đây còn chồng nó đâu thằng chồng nó mê sai bài bạc tiêu tan hết sự nghiệp tôi sợ nó phá lây tới gia sản con tôi nên tôi bắt con diệu về đây bữa hổm nhà tôi đi gò công về thấy anh đi đóng bách phân đất anh mua sở ruộng nào đó vậy anh hai ờ à, mua đất của chánh bái quân bên ụ giữa anh mua mấy mẫu giá nhiêu vậy Ông thiếu có 3.000 đồng mà 4 năm nay ông trả lời hoài trả vốn không nổi Nên ông theo năng nỉ mua dùm Cực chẳng đã nên phải mua, mặc qua Không đầy 15 mẫu mà mua tới 8.000 Theo giá lúa bây giờ thì ruộng đó rẻ chứ đâu có mắc Tuy là nói 8.000 Nhưng mà 4 năm nay anh cho dai ăn lời hết 2 rưỡi 3 000 rồi Tính ra ruộng đó anh chỉ mua có 5.000 hay 5 rưỡi chứ gì Cô tính kỳ quá Cô nói như vậy Té ra tôi muốn đòi con bái quân hay sao? Tại ổng năng nỉ quá, cho tôi có thèm mua đâu. Từ ngày thằng Tí chết tới giờ, tôi rủ riệt buồn bã, hết muốn mua thêm ruộng đất nữa. Tôi chỉ còn hai đứa con gái. Mua cho nhiều đặng ngày sau người dân họ ăn, chứ ít gì đâu. Anh nói vậy sao phải? Con nào cũng là con chứ. Anh có hai đứa con gái là Phước, như vợ chồng tôi nè. Trời trời, không có một chút con nào hết đây thì sao Thà là đừng có con như dưỡng còn hơn Chứ có con gái là thứ giống gì Đó Con chịu đó Hễ vợ chồng tôi chết rồi Chia ruộng đất cho nó Chồng nó đánh bài thua chừng một năm là hết chứ gì Còn con thục Chừng có chồng chắc cũng vậy nữa Con thục rồi sao Tại mình lựa thứ gì đâu mà gả cho nên nó mới như vậy Sao mình lại đổ thừa cho con Còn lựa sao nữa anh chủ khoác là người giàu có Của ảnh còn hơn của mình nữa Sau đó mình không cản rồi bây giờ mình lại nói tại tôi Tôi là đàn bà cản mình sao được Sao lại không được Chẳng bằng mình thấy anh Xu giàu có Mà lại có một đứa con Mình muốn con Diệu ăn gia tài nó Nên mình mới suối thêm tặng cho tôi gã chứ gì Thôi chuyện đã lỡ rồi Ông đổ cho bà Bà đổ cho ông làm chi Rồi rầy ra trong gia đình Tôi tiếc là tôi không có con Chứ nếu có tôi chọn lựa hẳn hồi lắm Cô lựa cách nào đâu Cô nói tôi nghe thử coi Trước hết chọn rễ phải có học thức Vì ở đời này không có học thức thua suốt người ta lắm Chọn học thức rồi á Phải chọn có nhân có nghĩa mới được Chọn được hai điều đó rồi á Thì xem hình thể của thằng rể Cho nó mạnh dạng Bởi vì mình gả con cho đứa bạc nhược á Thì con mình suốt đời nó phải nuôi bệnh nè Đó Chọn rễ chọn như vậy đó Không cần giàu sang Không cần nghèo hèn Nghèo hèn mà nó ở phải á, Thì quý gấp trăm ngàn lần Giàu sang mà nó ở quấy ở hư Cô nói nghe phải lắm Lúc gã con Diệu thì vợ chồng tôi dụng tính Còn con thục đó Tôi giao nó cho cô lựa Cô gã nó dùm cho tôi Ý chị muốn gã cho hạng người nào Cô gã chỗ nào Hãy cô ưng ý là tôi xui lòng Không à Lựa chỗ phải thì đã đành Nhưng chỗ phải cũng theo thế Nhà giàu có cái phải Mà làm quan à cũng có cái phải Vậy chứ con nhà giàu với người làm quan Thì chị lựa chỗ nào Ý thôi Tôi thất kinh con nhà giàu rồi Tôi muốn gả con thuộc cho mấy thầy Đặng được tưng tiêu cho khỏe thân nó Cha chả Muốn phá hoại đó hả Gả con cho nhà giàu Giàu nó có phá của thì nó có của cho nó phá Chứ gả cho mấy thầy họ không có của bán họ phá gia sản mình cho mà coi mình gả con diệu rồi tới phiên con thục tôi không có cho mình xí vô đâu